Nấm hầu nấu atiso thêm một món chay giải nhiệt ngày nóng Xin chào các bạn, mình là Nhi Chào mừng các bạn đến với kênh ăn chay cùng Nhi Nhi có một đứa em trợ lý quê ở Đà Lạt Cho nên là đây là những cái cây atiso chính gốc Đà Lạt Do mẹ của bé gửi cho Nhi Rất là quý luôn bởi vì những cái cây này khi nhận á Nó rất là tươi Và cũng lần đầu tiên mà Nhi trải nghiệm nấu món canh atiso Theo Nhi có tìm hiểu á, trước khi mà mình gọt cái bông atiso này Mình sẽ chuẩn bị một cái tô nước đá lạnh và cái phần thân ở phía dưới cả nhà có thể gọt ra mình nấu canh luôn hoặc là trộn gỏi cũng được nè như Nhi thì nấu cái phần bông thôi à, mình sẽ sơ chế ở phần ngoài những cái cánh trước rồi vào phần trong thì mình sẽ bỏ những cái nhụy nhỏ nhỏ như thế này rồi ngâm qua nước đá lạnh bây giờ là mình chỉ cần việc nấu canh cả nhà kết hợp với các loại nấm yêu thích nha như hôm nay thì nhi có nấm hầu đây là loại nấm hầu mà bảo quản đông lạnh á nhi cần có thêm một ít nấm đông cô khô cả nhà có thể chọn thêm là nấm rơm nè nấm đùi gà nè nấm mỡ hoặc là chân nấm đông cô tươi cũng được nha đầu tiên nhi sẽ xào sơ cái phần nấm cho dậy mùi thơm trước rồi nhi cho nước vào nấu luôn và để tăng thêm sự bổ dưỡng cho món canh này như có kết hợp chung với lại một ít táo đỏ nè rồi một ít hạt sen nữa và cà rốt thì như cái tỉa hoa mình sẽ nấu trước những cái nguyên liệu này nha tầm khoảng là 10 phút thôi cả nhà tại vì tầm khoảng là 15 phút cái hạt sen của mình sẽ mềm trong lúc nấu nếu có bọt thì cả nhà vớt bọt nha rồi sau 10 15 phút thì cả nhà cho cái bông atiso vào nấu luôn với cái bông này thì Nhi đã nấu thử thì khoảng là 50 phút là bông mềm mà tiếp theo như còn có một ít bắp non cắt nhỏ nè bây giờ là cả nhà có thể nêm gia vị được luôn rồi á ở đây thì nhi sẽ nêm chỉ có muối với hạt nêm chay thôi cả nhà cũng có thể nêm nếm lại một lần nữa theo khẩu vị của gia đình mình nha còn về công dụng của atiso thì rất là phổ biến rồi nè tốt cho gan nè rồi chống lão hóa giảm huyết áp tốt cho tim mạch thanh mát nè thanh lọc cơ thể và vị của cái món canh này nó rất là thanh bởi vì có táo đỏ hạt sen mình có kết hợp các loại nấm và à, cái bông atiso này á mình sẽ ăn được cái phần ở phía dưới nó bùi bùi giống như khoai vậy cả nhà và quá là bổ dưỡng luôn cho nên như chị ăn một món canh với cơm thôi cả nhà tham khảo thử món chay hôm nay nha